Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nam mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, giàu như vũ bão. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ kiến thức học thuật về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị gia chủ tuổi Mậu Tý nam mạng thân mến, chắc hẳn là quý vị cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ diễn ra như thế nào, đúng không ạ? Xin được chúc mừng quý vị bởi vì bước sang năm 2022 đối với gia chủ tuổi Mậu Tý 1948 nam mạng là những người cực kỳ may mắn và thành công, không những tiền đầy túi mà về phần gia đạo cũng bình an, may mắn của quý vị sẽ khiến cho không ít con giáp phải ghen tị kính nể. Tuổi Mậu Tý nam mạng tuy không có một sự nghiệp vĩ đại khả dĩ sống trong sự giàu có, giàu sang phú quý nhưng mà vẫn có một cuộc sống khá xứng đáng, mọi nghi thức đưa đến một sự nghiệp, đó là trong những may mắn bất thường chứ không phải tạo bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. Những may mắn đó thường vào những tháng giữa và cuối năm, đặc biệt đó là bước đầu hoàn thành sự nghiệp trong đời bạn. Tiền tài cũng lên cao vào những tháng giữa và cuối năm và tiến triển cho đến khi hoàn thành sự nghiệp, nghĩa là bạn phải kéo dài 10 năm tiền tài và xây dựng tiền bạc của mình mới hoàn thành sự nghiệp và sống trong an nhàn của tuổi bạn. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu và phân tích về vận trình của tuổi Mậu Tý nam mạng trong năm 2022 quý vị nhé. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sức khỏe, năm Nhâm Dần 2022, bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan, cần phải thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm sự với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt kết hợp với làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không phải gặp nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, các mối quan hệ gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa, đặc biệt nam mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nữ mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan, luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân, nên gia đạo cũng khá yên ấm. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân, cũng sẽ có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm. Đến độ tuổi này, tình yêu và các mối quan hệ không còn quá quan trọng với gia chủ nữa, nhưng cũng là chút an ủi, niềm vui có người bầu bạn khi tuổi già. Trong tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính mệnh chủ có thể trở nên khó chịu, nóng nảy. Nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh trong năm 2022. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Nam mệnh Mậu Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng, cho nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời son trẻ. Tuy nhiên, họ lại ỷ vào bản tính lanh lẹ của mình cho nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận sóng gió trong cuộc đời người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Điểm cộng là họ rất thông minh, thành thạo, nhiều thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau, giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy luôn chọn cách tốt nhất.
và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì người đó được họ đánh giá cao. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, vận hạn thiên tinh, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, hạn kim lâu, rơi vào phạm kim lâu. Về địa chi, Tý gặp Dần không xung khắc, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Xét về mối quan hệ thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ tuổi Mậu Tý nên cẩn trọng và chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết về vấn đề, khiến cho mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Mậu Tý nam mệnh cần phải chú ý tháng Bính Ngọ là tháng 5 âm lịch từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Tý, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh. Trong năm 2022, gia chủ nam mệnh Mậu Tý sinh năm 1948 75 tuổi, năm nay gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, gặp được sao thủy diệu hay còn gọi là sao thủy đức tinh quân, trông coi sao thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao thủy diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ, sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này thì kỵ vào tháng 4, vào tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao thủy diệu, thực hiện cúng dâng sao thủy diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới, nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch, đây chính là ngày sao thủy diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao thủy diệu vào khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ, lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có đề dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, 7 ngọn đèn hoặc nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây phẩm oản, nước, trầu cau, muối gạo, đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải màu đen. Nếu các vật có màu khác, có thể sử dụng giấy đen để bọc lại rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng này bày đặt xong thì đặt mâm lễ hướng về hướng chính Bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sao này, vào ngày 21 âm lịch phụ nữ dùng mộc tuyết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau. Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe kiện cáo, nhất là các căn bệnh về đường tiêu hóa cũng như là đường ruột. Bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất đối với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cũng phải cần biết hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng vướng vào vòng ngục tù, tội phạm, gia đạo bất hòa. Khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, tai bay vạ gió, bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải hạn thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm phần nào giảm tai ương đen đủi từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, hãy chú ý đến ăn uống tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Trong làm ăn, người gặp hạn này cũng cần phải cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần phải bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng và ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần phải tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương cửa Phật cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc viên mãn. Luận tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nam mệnh theo tháng âm lịch của năm 2022. Tháng 1, đón xuân đầu năm, gia chủ sinh năm Mậu Tý nam mạng có tin vui đưa tới trong nội tộc họ hàng hoặc anh em bạn bè. Tháng 2, có dấu hiệu không may về sức khỏe, gia chủ nên chú ý. Tháng 3, tháng này tiền bạc của gia chủ có sự hao tán nhiều hoặc xuất hành đi tham quan lễ lạc tới những nơi linh thiêng. Tháng 4, gia chủ nên chú ý về lời ăn tiếng nói trong tháng này hoặc mối quan hệ với những người xung quanh cũng cần phải lưu ý bởi có thể tính cách không hợp với nhiều người. Tháng 5, việc làm của con cháu suôn sẻ đạt được những thành quả nhất định. Tháng 6, gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, dễ bị ốm đau, bệnh tật.
Tháng 7, sức khỏe của gia chủ không được tốt, bên cạnh đó công việc xuất hành di chuyển đi xa đều bất lợi. Tháng 8, đây là tháng mọi việc làm ăn của thành viên trong gia đạo không được tốt, ngoài ra khi di chuyển miền sông nước cũng cần phải chú ý. Tháng 9, trong tháng này tiền bạc của quý bạn có sự hao tán nhiều, bên cạnh đó chú ý di chuyển xe cộ cần phải cẩn trọng hoặc có tỉ vết ở tay chân. Tháng 10, chú ý có tiểu nhân quấy phá trầm trọng ảnh hưởng đến tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tháng 11, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt, tránh di chuyển xa. Tháng 12, tháng này tiền bạc có sự tiêu pha, hao tán nhiều. Thưa quý vị, trên đây Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 năm mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc cũng không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần phải quan tâm chú trọng đó chính là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, chân tay dễ thương tổn, cần phải dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ tận hưởng tuổi già. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta có lẽ là luôn phải vững tin vào cuộc sống vốn đầy rẫy những chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2022 Nhâm Dần và từ đó sẽ có được những bước đi vững vàng, vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.